Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây Học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem cách để lót cái nhà vệ sinh như thế nào và chuẩn ra sao cho có đầu dốc nghiêng về phía cô chú anh chị các bạn. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho những anh em mới vào nghề ốp lát nền nhà vệ sinh. Thì ở đây mình đã có dán gạch 30-60, thì mình sẽ chia sẻ cho các anh em để mà cán cái nền toilet sao cho nó hiệu quả và chuẩn nha. Gạch đây là gạch 30, thì mình đã chiều cao của nó là 30, thì mình dán góc này lên là 27, đằng cái chỗ cửa mình bước vô là dán 27, còn đằng kia là mình dán lại là 30. Đó, thì cái góc bên cái phiểu bên phiểu thì mình sẽ rất là 30 29 30, còn mấy bên không có phiểu thì mình sẽ cho nó lên nghiêng độ nghiêng lên khoảng chừng một phân nha, là 29, thì đầu này 27, bên chỗ góc mấy bên trái mình làm 9, còn mấy bên phải là nó phải là 30. Thì ở đây mình cắt hồ ướt nên mình gãy xi măng khô luôn, hồ khô vô để cho nó gáo mặt lại rồi mình sẽ cán thước nha. Thì video này mình sẽ quay mình đua cho nó lại một chút nha cô chú anh chị và bạn, thì mong cô chú anh chị và bạn xem thông cảm nha. Thì mình đua như vậy cho nó đừng mất thời gian. Thứ hai nữa nếu mình muốn làm thì mình xem kỹ thì nó làm rất là hiệu quả trong cái phần quan trọng của mình cán cái nhà vệ sinh. Để khi mình lót gạch lên thì nước nó sẽ đổ có hiệu quả khoảng là 90%, độ nghiêng như vậy đó thì nó rất là ok. Thì các bạn lưu ý giùm cho mình nha, thì cái nền vệ sinh thì lúc nào mình cũng vừa cắn xong thì mình lót nó luôn hầu ướt như vậy thì nó sẽ hiệu quả cái độ thấm nước trên sàn cao nha. Thì các bạn cũng lưu ý giùm, đa số là mình cán, nếu mình cán mà để khô thì mình thợ mà dạng yếu tay nghề á thì lót hồ nó không có liền mạch hồ ở dưới mặt của nhà vệ sinh thì nó sẽ bị bọng, thì khi mình sử dụng thì nó sẽ dễ bị đọng nước và nó thấm xuống nền sàn nhà nghe, hoặc nền nhà. Thì ở đây mình sẽ cán hồ cho nó có độ lạm rồi xong mình sẽ lót trực tiếp luôn. Mình sẽ lót trực tiếp cái nền này luôn. Thì chút xíu nữa mình sẽ lót cho các bạn xem luôn. Rồi thì sau khi mình đã cán nền nhà vệ sinh xong
thì nó còn cái độ ẩm nghe cô chú anh chị và bạn. Thì các bạn nên mình sẽ kiểm tra trước khi mình lắp nền nha. Thì bất cứ nền nhà vệ sinh nào không phải ai làm mà nó cũng phải là vuông dứt hết, nó cũng phải có độ lệch chút đỉnh, sai lệch chút đỉnh. Thì mình muốn như có hạn chế mà cái sai lệch thì mình sẽ sắp gạch vô trước, để bút ke, để bút vuông, rồi cái nhà vệ sinh mình có là vuông hay là không. Còn mình còn chỉnh cho nó chỉnh rồi mình tiến hành đổ hơi dầu mình lót. Thì lúc nào cũng vậy, mình sẽ canh một cái chỗ cái cửa mình bước vô cái, thì những hàng gạch ngang thì nó phải cho nó ngang qua. Thì ví dụ như nó bị sai không vuông nền góc bên nào thì nữa mình sẽ cắt góc bên đó nha. Đó. Thì đây mình cũng xem thử sắp xuống và xem thử sơ, thì cái nhà vệ sinh này là cũng tạm ổn, nó cũng không lệch cho mấy. Thì ở đây mình cũng hướng dẫn cho các anh em luôn để mà quậy hồ để lót cái nhà vệ sinh nó không bị thấm xuống nền hoặc là thấm xuống sàn. Thì ở thị trường giờ thì cũng có bán keo dán gạch, thì có một loại keo dán gạch mà nó chống thấm luôn nha các bạn. Thì cái loại keo chống thấm này thì mình sẽ pha vào xi măng đó, thì tỷ lệ thì nó cũng rất là dễ thôi. Mình ví dụ mình để nhiều thì nó sẽ chống thấm hiệu quả càng cao, còn để ít thì nó cũng chống thấm thì nó ít đó. Mình biết bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn biết bao nhiêu để mình làm được một cái nhà vệ sinh cho nó hiệu quả và nó không có bị thấm ra ngoài chân chân tường nha. Thì cái nền vệ sinh này thì cái clip vừa rồi mình cũng có sử dụng là cái chống thấm để không có thấm xuống sàn và ra chân tường. Bởi vậy mình mới là khuyên cho các bạn thì vừa cán nền xong là mình lót trực tiếp luôn, thì cái hiệu quả mà nó thấm chống thấm được rất là cao nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lót cho nó hoàn thiện hai cái nhà vệ sinh nha. Thì cái nhà chủ nhà đây thì có hai cái nhà, và một cái nhà một bên là phòng vệ sinh và bên kia là cái toilet nha. Thì cái hồ dầu để mình lót cái gạch nhà vệ sinh này thì các bạn nên pha lỏng một chút nha, chứ đừng nên mình pha đặc như lót hồ khô, hồ đã qua ngày thì mình sử dụng hồ khô, hồ gáo, hồ dẻo thì được. Còn như mình mới cán thì mình sẽ sử dụng là hồ nó phải lỏng, mình lát nó mới rút nước vô từ miếng gạch mình, nó sẽ dễ chín và sữa. Chứ để khô quá là cái miếng gạch mình đang khô á thì nó sẽ đút vô thì nó sẽ khô liền. Mình có là lót như hai cái nền mình vừa cán xong nó cũng đổ rút nước á, thì các bạn nên sử dụng hồ lỏng một chút xíu để mình lát lên nha. Mình lót gạch nhà tắm này thì các bạn nghe, thì gạch 25 vuông này là 30 vuông hoặc là 40 vuông, thì mình sử dụng hồ lỏng. Có những cái gạch mà lót nhà vệ sinh như vậy thì nó gọi là gạch mình đá, thì mình đá thì nó rất là cũng là chất lượng nha. Nhưng mình vừa cán xong thì mình cũng lót lùi liền luôn vẫn được, nhưng mà nó có một cái á mà nó dễ bị lúng đầu, chìm đầu. Thì mình nếu mình muốn lót gạch đá nhà vệ sinh như vậy thì các bạn sẽ cán bữa nay, thì qua ngày sau mình lát nha. Tại vì do nó không có rút nước như cái gạch mình đang lót trên bằng mình cho cô chú anh chị và anh xem. Đây là gạch mình loại gạch cũng là gạch tốt, nhưng mà nó là mình đất nung trắng men, không phải là bột đá. Thì mình sẽ lót cái theo cái kiểu này cho nó đảm bảo luôn. Rồi thì mình sẽ
chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn xem. Một lát nữa mình lọt xong thì mình sẽ quay lại cái thành quả cho cô chú anh chị và bạn xem tiếp nha. Mình đã lắp xong một cái nhà vệ sinh nha của chú anh chị và bạn. Thì đây mình vệ sinh sạch sẽ rồi nè. Đó. Thì cái kiểu này thì mình xử lý theo cái ở miền Tây mình thôi, chứ mình không có cắt gốc chi. Đó. Thì nó cũng gần cái chỗ đó, nước thì sẽ chảy ra đây thôi. Chứ nó động đó một hơi chút đỉnh không sao hết. Đó. Thì mình xử lý, mình đi hộ dầu và cắt gốc này kia đó cho nó bít hết này. Một là cái từng chạy của mình đó cũng kiến không được dục lên, hai nó cũng không thấm nước xuống dưới nha, thì chạy hết về cái kiểu đó thôi. Thì bên đây cũng vậy nè. Bên đây cũng vậy luôn đó. Thì cái chỗ đó là cái để mình gắn bồn cầu và một cái kiểu đồng đó. Ở đây là cái ống mà để cúp nước này. Thì mình cũng quay nhắc tối đó, mình cán gì lót tối quá nên chưa quay lại gì. Bây giờ mình sẽ quay lại cái làm vệ sinh sạch rồi. Rồi thì mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn xem tiếp những clip tiếp theo của mình nha. Rồi, ok, bye bye.